thầy ở chùa nào? Chùa Ngọc Sơn, à, Ngọc Thiên ở tỉnh Hậu Giang. Dạ. Để tài trợ sửa lại căn nhà này, xây tường. Xây tường luôn hả chú? À, nếu mà như vậy là thầy xuống hỗ trợ giúp cho xây luôn cái nhà này luôn. Rồi cô Kim Anh sẽ hỗ trợ đi sau lưng. Dạ. Thì nếu rồi như thế này nè, em thông báo với anh cụ thể là có một cái thông tin như thế này, thì anh Hồng Mạnh coi như thế nào, tại vì một mình em không thể nào quyết định được cái vấn đề này. Thì hồi trước, bữa trước giờ thì anh em YouTube có nói với nhau bàn luận là giao cho em làm cái la phong và căn phòng cho bé Tiên, là đúng như số tiền là bên anh Mạnh đúng không, bên của chú anh chị Mạnh Thương Quân bên Mạnh đúng rồi. Thì hôm nay á, là anh Quang, chú Quang chứ, đi tính từ Sài Gòn xuống, chú có trao quà cho em Tiên. Rồi xong chú đi rồi chú quay lại, chú chở gạo lại, thì chú có chở thêm một người thầy là ở một cái chùa gần ở đây luôn anh. Đó, thì thầy đó bàn như thế này, thầy bàn đó là thầy sẽ trao tặng cho em Tiên nguyên một cái căn nhà xây. Đó. À, cắt nhà nguyên cái căn nhà đúng luôn. Đúng rồi, cắt nguyên cái căn nhà xây luôn. Thì á, là thầy cũng có nói với em, thầy nói là bây giờ nếu như con á làm á, thì bây giờ em làm cái la phong và cái nhà, thì thời gian 3 tháng em Tiên đi bệnh viện về á, thì lúc đó thầy đã làm xong cái nhà rồi, thì em làm chi cái la phong trước, làm phòng trước, thì cái số tiền này á có thể là hùng với thầy để làm vô cái nhà này cho em Tiên được hay không, tức là lấy số tiền của bên Mạnh Thường Quân bên đây đúng dạ. Không là hùng với thầy dạ. Nhưng mà có một cái là hùng, là hùng sao, thì có nghĩa là bây giờ anh sẽ đưa số tiền này cho em My giữ đúng chưa, cũng là đã trao cho em Tiên, nhưng mà số tiền này không đưa cho em Tiên để điều trị trong phần điều trị, mà số tiền này sẽ em Tiên giữ và em Tiên sẽ đưa lại trao lại cho thầy để họ còn hỗ trợ cho làm cái căn nhà. Ví dụ như bây giờ là thầy làm cái căn nhà là em nói chẳng hạn 100 triệu, thì có thêm 10 triệu mình vô sẽ là 110 triệu, góp vô đúng không? Thì cái căn nhà nó sẽ phát triển thêm một tí nữa, làm cho nó đẹp hơn tí nữa. Thầy là chính thức lên tiếng nói chưa? Thầy chính thức lên tiếng nói, và chùa thầy gần đây mình có thể lên trên chùa của thầy để gặp trao đổi thầy trực tiếp luôn. Vì là cái phần tiền, ví dụ như cái phần tiền là la phong dạ. Với làm cái phòng dạ. Tức là chừng nào mình xây dựng đúng, cái phần tiền đó là đưa cho My giữ, chừng nào mà xây dựng rồi mình My nó mới đưa cho bên kia là phụ thêm thì đó, chứ mình không phải là mình đưa trước đúng cái đúng là nói nó gọi gàng chứ không có đi trước thì đúng không anh mày? Đúng rồi, gọi gàng đưa trước nó có biết sao đâu. Đúng rồi, thì bây giờ người ta bắt đầu, người ta vô bắt tay vào việc đó, thì bắt đầu là khi đó đó thì đúng, đúng. Hoàn chỉnh hay gì đó rồi bắt tay vô. Ở đây cái sự đóng góp mà cái tiền mà mình dự định đóng phong bao nhiêu đó của bên Mạnh Thương Quân và anh Mạnh đó. Đúng rồi. Thì đầu lúc đó mình gửi cho anh ta luôn. Đó, anh ta coi người ta đóng là phong hay là người ta sơn quất gì đó. Tức là chừng nào mình xây dựng, chừng nào mà đã khởi công rồi đúng lúc rồi. Đó mày nó mới phụ, nó mới đưa những cái tiền đúng mà tiền phòng, tiền la phong bên đây là phụ thêm. Đó. Thì như thế này, thầy có báo là em Tiên đi bệnh viện đúng không? Thì khoảng rơi vào khoảng 3-7 ngày là trong tuần. Thì thầy sẽ cho kết quả xuống để phải di chuyển ông bà, kiếm một cái chỗ cho ông bà nghỉ ngơi. Tại vì ông thì nằm chỗ anh ấy rồi đúng không? Bà thì chân cẳng như vậy thì đưa ông bà đi một cái chỗ nào nghỉ ngơi, rồi xong lúc đó thầy sẽ đưa họ lại. Thì cái việc đầu tiên đó, thầy phải làm là phải tháo nhà, dỡ nhà hết. Là khi thầy đã xây đó, khi nào mà hoàn thiện cái căn nhà, đúng chưa? Lúc đó là cái số tiền bé My sẽ trao lại cho bên thầy đúng, đúng. Chứ không phải là bây giờ trước các thầy nói rồi, thầy hứa là xây căn nhà cho bé Tiên là mình mới cầm số tiền mình đưa cho thầy đúng. Cái đó là không phải, có nghĩa thầy xây trong thì cái số tiền đó vẫn đọc về bên phần của mình, bên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên anh á, là số tiền này của cô dì bên có đóng góp vô đó. Có đóng góp vô thì mấy anh cảm thấy cái như vậy nó có hợp lý hay không? Thì nếu cấp độ tôi thì cái đó là quá hợp lý, mà ngoài cái hợp lý ra là quá ok luôn. Bởi vì sao? Đúng rồi, quá vui mừng luôn. Sau khi những cái đoạn clip của anh em chia sẻ về cái câu chuyện của bé Tiên như vậy, còn cả rất là đáng thương. Dạ. Thì ngoài cô chú anh chị trong và ngoài nước ra đã hỗ trợ em trong một số tiền nói chung là khá lớn. Dạ. Để em hỗ trợ điều trị nó một cách tích cực và lâu dài, chứ không phải là một ngày một bữa. Mà sau khi lan tỏa được cái chia sẻ yêu thương đó thì bắt đầu là phía bên kia, phía bên chỗ thầy đó thì cũng đã lên tiếng để xây nhà. Thì bởi vì cơ bản á, những người đã đến nhà Tiên thì biết rằng là tôn không à, nó nóng quá, người ta đứng người ta chịu không nổi. Thì hồi nãy thầy bước vô là thầy thấy nóng quá, là thầy nghe bé Tiên nói thì về vấn đề nóng. Thì thầy nói bây giờ con có ước được một căn nhà không? Bé Tiên lúc đầu là chỉ ước một cái toilet thôi, một cái toilet để kín đáo, để khi mà đi vệ sinh nó kín đáo thôi. Nhưng mà vô tình thầy nói là thầy không cho cái toilet, mà thầy sẽ làm nguyên cái căn nhà. Thì bé Tiên lúc đó là khóc, cảm động, bé Tiên khóc, không mất nhiều. Đó. Thì cái này là một cái thông tin quá vui, quá mừng luôn. Bé Tiên tính ra là coi như là được cái sự hỗ trợ tích cực và nhiều người yêu thương bé Tiên.
Đó, mà thật sự khi mà anh em đến đây chia sẻ trong những ngày qua, hơn tuần vừa qua đó, thì là biết rằng là buổi trưa là coi như là không thể nào ai đứng được trong đó khoảng 5-10 phút. Bởi vì tiên nó nằm ở đó là coi như là nó quen rồi. Còn anh em mình coi như là chịu không nổi. Thật sự tôi đứng tôi quay tôi chịu không được mà. Nhưng mà ví dụ như anh em mình chỉ biết lan tỏ thôi, còn thông tin rồi bắt đầu là nhiều người, nhiều cô, nhiều chú đó, đến hỗ trợ tiên thì từ gạo, nãy có cho gạo đúng không? Mới quay lại được hai anh cho gạo đi. Thêm cho gạo. Là có chú Quang ở trên Sài Gòn á, thì chú có liên kết với em qua cái video quanh kênh em, thì chú mới liên hệ là chú nói cái giấc bữa mà cho cái giường với cái xe lăn á anh, thì chú xuống nãy chú có trao giường xe lăn với cho tiền rồi, thì chú mới quay đi lại cái chùa đó, thì vô tình đó là chú mới kể và chú đưa hình ảnh cho thầy đó, thầy mới xem, thầy nói thôi bây giờ chở thầy lại đi. Và thêm một cái tin mừng nữa anh nha, là thầy hứa là cho gạo gia đình em tiên ăn không nói ngày tháng, có nghĩa là tháng nào thầy cũng sẽ để cung cấp gạo, cung cấp đầy đủ, đúng, cung cấp đầy đủ. Hồi nãy thầy đem lại hình như cũng cả 100 kg gì đó, để một đống ở bên trước nhà mà em chưa ghi vô được đó. Có điều quá vui luôn, bởi vì mình thấy rằng là gia đình của bé Tiên không có lao động chính chủ lực, mà hầu như là đại đa số là lớn. Mà Tiên thì bây giờ nó lao động chính, nhưng mà nó gặp bệnh như vậy rồi, làm sao mà lao động mà để lo cho ông bà nữa. Ông bà thì nằm liệt như vậy. Mà có một người mà đã như sư thầy đó, mà đã coi như là lên tiếng mà để là chăm lo gì cái việc mà gạo thóc rồi, như vậy là một cái nguồn quá lớn luôn. Còn thật sự nói với anh em chứ, như cái số tiền mà bây giờ Tiên mình nhận đối với anh em mình rồi, đối với Tiên là số tiền rất cực kỳ lớn. Nhưng bé Tiên cần một cái lượng điều trị nó còn lớn hơn nữa, nó không phải bao nhiêu đó là đủ, bao nhiêu đó là dư không có. Tại vì cái điều trị này về lâu về dài mà, phải không? Thì hồi nãy chú Quang có nói á, ổng nói tôi không biết số tiền bé Tiên nhận bao nhiêu đúng không, nhưng mà tôi bước vô là tôi dám nói là cái liệu trình của em Tiên điều trị là phải số tiền tỷ chứ không còn nói là tiền trăm triệu nữa. Đó là chính chú Quang nói nha. Và chú Quang cũng là đi về trên đó, là chú Quang quay hình ảnh rồi xong chú Quang sẽ lan tỏa cho tất cả, vận động thêm ha. Đúng rồi, vận động thêm, chú sẽ còn xuống đây còn trao nữa đó. Thì theo anh Hùng Mạnh á, là cái cách á mà để hồi nãy giờ em trao đổi, em nói cái cách làm như vậy, anh có cảm thấy, tại vì số tiền đó là bên anh, thì anh có cảm thấy là hợp lý để anh có nói như gì với cô chú anh chị mà không? Cái đó là hợp lý, thì tí nữa thì Mạnh cũng sẽ điện cho Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng gặp trực tiếp, cũng như là gặp trực tiếp My luôn rồi. Dạ. Trao cũng dặn My là như vậy, như dạ, nãy anh em mình bàn tính. Dạ. Có thể là mình lại chùa của sư thầy đó. Dạ. Mình có thể xin thầy quay một clip chia sẻ lên. Dạ. Để mình đăng tải lên cho cô chú anh chị biết, cũng như là mình dễ ăn nói với Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì đó, em cũng nói như thế này, hồi nãy em cứ xin thầy thì em nói thầy ơi, trong cái thời gian mà xây cái căn nhà này, thầy có thể cho con cập nhật thông tin cho cô chú anh chị trong nước và ngoài nước biết hay không? Thì thầy nói thoải mái, thầy làm tụi con cứ quay thoải mái, cập nhật cho đó. Nên thì anh thấy như vậy thì mình quá tin tưởng rồi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì thầy có cho cái số điện thoại của thầy cho em, thì để em sẽ liên lạc với thầy, nếu mà được thì anh em mình lại tới cái ngôi chùa của thầy để nhờ thầy chia sẻ có đúng sự thật như vậy không, để cho cô chú anh chị mới thấy được cái vấn đề đó là đúng sự thật. Thì nói thật ra là vốn như một người, tại vì cái anh em mình làm thiện nguyện á, hay hoặc là chia sẻ yêu thương, thì chắc anh em cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp. Dạ. Là coi như là hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều rồi. Thật sự cái này mình nói không phải là mình để mà coi như là móc miếng đá động gì. Thật sự mà cái gì mà thường thường là mà anh em mình cũng có cái kinh nghiệm rằng là khi nắm trong tay rồi thì mình mới biết được câu chuyện. Chứ còn ở trên mạng hứa, nhưng mà cái này là sư thầy đã đến đây và nói chùa gần đây nữa, thì cái sự tin tưởng của mình là tuyệt đối 100%. Chắc an tâm. Đúng rồi, chung cho chùa của thầy cách đây có 7 cây số, 8 cây số thôi. Và anh cảm thấy như thế này nè, em nói thiệt tình luôn, em không ngờ được, em không nghĩ được là có thể là có cái chuyện này xảy ra. Nó đột xuất, quá đột xuất. Trong khi đó em cũng đã dự định trong đầu em nè, chiều nay đưa em Tiên đi lên Sài Gòn nè, là sáng mai chiều em sẽ chạy qua bệnh viện này nọ, ok xong hết là chiều mai em sẽ quay ngược về đây để em tiến hành vào cái những cái lời em hứa và những cô chú anh chị đó gửi gắm cho em. Nhưng mà cuối cùng đụng cái một nó ra cái chuyện này, nên bắt buộc em phải nhờ hai anh vô để bàn cụ thể coi thử hợp lý hay là không hợp lý. Cái chuyện này thật sự rất là vui, nhưng mà nó xảy ra vậy mình càng vui hơn, cũng như gia đình em rất là vui luôn. Dạ. Thì nói thật ra đó là cái đó cũng là cái phước và cái phật. Dạ. Không, ai có phước có phần thì họ sẽ có thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái gì? Nhiều cô chú anh chị đừng nghĩ rằng là bấy nhiêu đó là đủ.
bởi vì cái tiền nó cả cơ thể mà, biết cả cơ thể một người phụ nữ bây giờ là coi như là mình nhìn nó thật sự cực kỳ xót luôn. Nếu mà người thân của mình là chắc hết nước mắt, hôm nay sáng mấy cô vô mấy cô quá trời cô nào nấy khóc, đúng thật mà người dân nha, anh không có dòng họ gì luôn á, mấy cô khóc quá trời khóc. Vậy là hồi nãy là thầy có đến đây rồi? Dạ thầy đến rồi, thầy trao đổi hết với mấy anh em rồi, mừng quá. Với trao đổi gia đình thì nói chung ra thì em cũng nói thật với anh, em không hình dung được cái chuyện đó nó là sự thật. Quá vui. Tại vì bây giờ một cái căn nhà nó không phải là trị giá đâu vài chục triệu nữa, mà nó còn trị giá đó là con số từ mấy 100 triệu trở lên đó, thì anh thấy đúng không? Thì ngày mai vài ngày nữa là em tiên đi thì thầy sẽ đưa cho thợ lại cái ông thầu chính á. Bên thầy là lúc đầu em có xin thầy, em nói thôi cho con xin là ví dụ như thầy kêu thợ lại con sẽ đứng ra con coi công trình, tại em muốn là biết xây dựng mà xây dựng. Thì thầy nói không, thầy có nguyên cái đội ngũ rồi, người ta làm trong đó là người cũng có làm từ thiện phát tâm làm cũng không lấy công, người thì nói chung là ai khổ thì cũng là cũng làm lấy công. Thì vô tình như vậy thì chắc chờ em tiên đưa em tiên đi, hôm nay mà đưa em tiên đi thì có thể lẽ là trong tuần này thầy sẽ đưa thợ lại bàn cụ thể cái kế hoạch là đưa cho ông bà đi nghỉ ngơi ở đâu và dỡ nhà như thế nào. Nói chung mà nếu em nghĩ là theo anh Bánh Mì nghĩ đúng không, nếu mà đội thợ ngủ mà thầy thợ đầy đủ thì cái nhà này chắc anh nghĩ là không bao lâu, tại nó có mấy chục mét vuông à, làm rất là nhanh. Thì lúc đó anh em mình vẫn cập nhật thông tin hàng ngày đâu, cập nhật thông tin hàng ngày thôi dạ, cho cô chú anh chị thấy phải không. Thì anh theo anh nghĩ anh còn có một cái có cách nào suy nghĩ nào khác đúng không? Không, cái chuyện đó là rất là tốt rồi. Tại nó thật ra là như thế này, nếu ví dụ như một người nào đó gọi điện hứa thì mình phải coi lại. Đúng. Ví dụ như là họ hứa nhưng mà họ có gửi một số tiền để niềm tin thì còn đỡ. Còn có nhiều người thật sự ra mình không phải mình ấy chứ, thật sự mình bị hứa nhiều lắm. Em cũng bị giống như cái vụ của em Tiên này, cũng có mấy người hứa nhưng mà chưa có. Mà mình bởi vì là cho nên là cái gì chắc trong tay thì mình mới giấy. Nhưng mà cái này ở chỗ là sư thầy là gần đây nữa mà thầy đã đến đây thầy nói như vậy rồi, với lại người ta tu hành người ta đâu có nói tầm bậy không? Tại vì thầy vẫn xuất hiện trên video nha anh, thầy cho mọi người anh em quay chia luôn sẻ, đó đúng không? Dạ đúng, cho chia sẻ luôn nên nó phải là đơn giản đó. Thì bởi vì người ta đã gần đây mà người ta đã có cái kiểu mà làm từ bi như vậy á, thì cái người tu đó người ta không bao giờ ta làm tầm bậy đâu, cho nên là cái này mình tin tưởng tuyệt đối 100%. Là thầy cũng nói là ngày mai là cho người đến khởi công. Không, chưa phải ngày mai đâu, có nghĩa là trong tuần này cho người lại xem. Tại vì trước khi anh muốn cắt một cái căn nhà thì anh loại thứ nhất là phải đo mét vuông của căn nhà đó, thứ hai là anh phải tìm cái cách hướng để tháo cái căn nhà cũ ra anh mới làm được căn nhà mới. Mà em cũng thông báo là có cô Kim Anh là người hậu thuẫn đằng sau nha, cái cô hồi sáng mà trao tiền á mà cô khóc á, thì cô đó là cái người phát tâm đầu tiên để cô mời thầy lại thầy xem, rồi cô sẽ hỗ trợ, có nghĩa là không phải riêng số tiền đó là từ thầy mà từ quý Phật tử của thành phố Hồ Chí Minh đi chỗ chùa đó cô. Dạ cô đó là người trách nhiệm sẽ chi trả cái số tiền này. Nói chung là mình cũng không quan tâm tới các nguồn từ đâu. Dạ. Hầu như các nguồn đến từ chỗ em Tiên á, thấy không? Các nguồn từ đó mình biết hầu như đến từ cái lòng từ bi. Dạ. Nói thẳng ra là như vậy, ai đến người ta giúp đỡ một cái người lạ, một cái người đang gặp nạn, một người đang bệnh như thế là họ đến bằng cái lòng từ bi. Dạ. Cho nên là mình mong rằng những người hay là cô chú anh chị nào á, ví dụ cảm thấy giúp được thì giúp, chứ đừng có gọi điện cho các anh em hứa cái điều này hứa điều kia rồi cái đầu là anh em hy vọng này bé tiên được giúp rồi cái đầu là họ hỏi e tắt máy rồi ôi đủ thứ chuyện á. Thật sự bữa giờ rất là nhiều trường hợp đúng không, nói chung là không muốn nói ra nhưng mà mình chỉ muốn nói ra là ví dụ như là coi đừng có ngẫu hứng lúc đó, đừng có vui quá cái đầu là hứa đã xong anh em đây nói sắp có như vậy rồi cái đầu là tự nhiên cái em tiên nó có một cái niềm hy vọng. Ở đâu tự nhiên cái không thấy đâu hết, cái đầu lại mình cũng một tắc, mạnh một phần ta hứa rồi mình cũng muốn báo cho em Tiên một đúng cái rồi. Niềm vui đúng rồi, rồi sau đó lại thất vọng đúng rồi. Mà mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này mình nghĩ là mình tin tưởng chỗ này 100%, bởi vì chùa gần đây với lại xuất hiện trên hình ảnh rồi, với lại thầy tu hành này chắc chắn là thầy không là bao giờ nói vậy anh ấy, là quá vậy. Thì em nói như thế này, em cũng may mắn được có cái á, là từ lúc em quay về chủ đề em Tiên á, thì những cái cô chú anh chị đã hứa với em trên video á đều làm được hết. Mà lần này cơ duyên là chỗ anh Quang, thì em có nói ngay từ đầu hỏi chú Quang á, ổng xuống vô tình ổng đem cho mình một cái niềm bất ngờ không thể nào tưởng tượng được. Cái này là nói chung là em không có nghĩ suy nghĩ trước, và cũng chú Quang cũng không có nói gì trước nha. Mà chú đi hồi sáng chú ghé rồi mà chú cũng không nói luôn, mà chú quay ngược lại là bắt đầu mà có một cái kết quả khác.
tại vô tình đấy mới ngồi nói, chú Quang mới nói là Nhàn ơi chút xíu chú lại chú để cho gạo nữa nha, nhưng mà không ngờ là cho gạo xong lại xảy ra cái chuyện này, nên em bắt buộc em phải nhờ hai anh. Biết sao thì bởi vì mình hay là cái có cái câu người làm thì không hay nói, dạ, mà người hay nói thì không hay làm, là đúng. Rõ ràng không? Dạ. Bữa giờ anh em mình được nhận nhiều, nhiều rất là nhiều cái lời hứa, nhưng mà có bao nhiêu lời hứa được thực hiện đâu. Dạ. Nhưng mà như dỗ anh Nhàn nói mà chú Quang á, thấy không? Chú Quang không nói không gì hết, người ta xuống người ta tham khảo mà bước vô ta coi thực tế. Dạ. Đó, bắt đầu là lúc đó mới khởi tâm. Dạ. Đúng không? Thật sự bây giờ coi qua hình ảnh đâu có thực tế đâu, biết anh mấy anh quay sao sao đâu. Thì bây giờ vô thực tế rồi bắt đầu là người ta mới khởi tâm, mà chính bản thân người ta đã vô rồi người ta ra người ta cũng chưa hứa gì nữa. Đúng. Nhưng mà người ta sẽ đi. Người ta đi người ta bắt đầu là kết nối, đi vận động rồi bắt đầu có đủ khả năng, có đủ tiền rồi bắt đầu người ta mới đến đó, người ta chắc mịch một cái một là tôi sẽ làm. Đúng không? Người ta đâu có khua môi múa mép đâu. Nó có những người là nói thì không ha, là không làm, nhưng mà người hay làm thì không hay nói. Nó là vậy. Nhưng mà mình tin tưởng cho này 100% sau khi mà mình nghe mấy anh em chia sẻ như vậy. Bởi vì rất là mừng cái phần cái phước của ông Tiên, thấy không? Nó không được những cái này nhưng mà được cái ông bà về sau, cái ông bà về sau, thậm chí bé Tiên về sau nó không có còn nằm cái cảnh nóng như thế nữa, thì chắc có lẽ là cô chú đã vào trong nhà rồi, đã cảm nhận được cái nóng như thế nào, phải không? Đã cảm nhận cái sự mà nằm khó chịu như thế nào. Thật sự nói với tất cả cô chú anh chị nè, ai bước xuống đây rồi mới hiểu được cái cảm giác nó nóng, nó oi bức. Bởi vì cái bệnh của ông Tiên nó không phải là nó ở cái môi trường nóng mà nó tốt được, mà nó phải cái môi trường rất là lạnh, nó oi bức thì nó sẽ sinh ra cái tiết ra mồ hôi, mà đã mồ hôi nó dính vào những cái vết thở như thế thì cô chú anh chị biết cái hậu quả nó sẽ gây ra biến chứng nào là ngứa, nào là coi như là rất là nhiều thứ nó đem theo cái hệ lụy rất là lớn, thậm chí nó dẫn đến lở nó loét không chừng, đúng không? Rõ ràng. Thì cho nên là bởi vì những người lớn khi họ phát tâm, họ khởi tâm, họ nhìn vào cái sự việc đó, họ thấy như vậy thì họ khởi tâm đúng, người ta làm là đúng người đúng chuyện, thấy không? Chứ không phải như nhiều khi nhiều cô chú gọi điện nói trời thấy nhà nó cũng được mà thấy cũng đâu có bị dột nát rồi đâu, nhưng mà thấy là những cái bốn vách tôn họ dừng lên thôi, đây hai vách, trên vách ba vách, rồi trước vách nó bốn cái vách tôn nữa, chứ ngoài ra không có cái gì chứ, không có cái gì là vững chắc. Này là do coi như là cây cối nó che như thế, chứ thật sự nếu mà ở giữa một cái đồng trống mà gió mạnh cái là bay chắc, nó đâu có gì vững chắc đâu, đúng không? Có gàng không đó. Cho nên là anh em chia sẻ là những cái mà video thực tế thật. Thật sự ra nói với cô chú anh chị, không phải tự nhiên YouTube họ là đến đông như vậy đó. Họ đến vì thấy cái trường hợp, cái hoàn cảnh đó, họ cần giúp đỡ, họ cần chia sẻ, họ cần lan tỏa, thì mấy anh em mới đông như vậy rồi chia sẻ câu chuyện lan tỏa. Cho nên là mong rằng là tất cả cô chú anh chị là coi những video của anh em là nhớ chia sẻ, like. Biết đâu rằng là một người nào đó phát tâm tài trợ cho bé Tiên, là coi như là lo lắng rồi, khám chữa bệnh là có đến khi nào mà lành lặn hẳn thì thôi, đúng không? Lấy lại được cái phần nào đó nó cái sự mất mát của con Tiên, đúng không anh? Anh Ảnh, đúng rồi. Nói chung là nói cái này ông bà nội rất là mừng, tại vì cuối đời rồi á, cả một đời người 70 mấy tuổi rồi sống tới giờ này chưa cắt được cái nhà nào để ông bà nội, chưa được một cái nhà nào để mà gọi là hoàn chỉnh. Nhà này hiện tại cũng là của nhà nước cho, chứ cũng không phải là số tiền của ông bà bỏ ra. Mà vô tình cuối đời á, ông nằm ông không thấy đường, nhưng mà ông vẫn nói cuối đời ông được ở một cái nhà trường. Anh nghe một cái câu nói xúc động không? Đúng rồi. Những cái người họ đã, ví dụ như anh em mình á, có nhà có cửa này nọ, hoặc là những cô chú chị khác có nhà có cửa ở thì mình cảm thấy bình thường, đúng không? Còn đối với một cái người á mà đã 70-80 tuổi chưa được một cái căn nhà lành lặn để ở. Trên video thì mọi người nhìn thấy cái căn nhà từ trước sau thấy cũng đã kính rồi, nhưng mà cái khúc sau anh thấy không? Cái tôn nó lỗ tối ông, nhiều khi ông nằm ông kể mất tượng, nó nhiều khi đang ngủ y chang như là ai tắm cho ông vậy đó, nó dạt bạc vô mặt ông vậy đó, cái lỗ tôn nó không lo công kính lên cái việc cảm xúc là nó thì mình nói đâu xa. Ví dụ như là nãy có một cái chi tiết mà anh nói rằng là thầy hỏi con có ước gì không đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi, ước cái toilet thôi. Đúng rồi anh. Bởi vì sao người ta biết là cái khả năng có ước thì cũng không có, nhưng mà có lẽ là cái duyên, cái hữu duyên, không? Cái hữu duyên vậy là cái phước của gia đình. Dạ. Cho nên là thứ nhất là cái hữu duyên là cái được cái là anh em YouTube họ đến rất là đông. Dạ. Và chia sẻ câu chuyện này, dạ, thấy không? Để giúp đỡ, để lan tỏa. Dạ. Và cũng mong rằng tất cả của chú anh chị lan tỏa cho các kênh và chia sẻ, like, share nha các quý vị. Thì thôi anh em mình thì đến đây thì cũng nghĩ rằng là
video nó cũng dài rồi đúng không? Yeah. Thì coi như là tụi em thì cũng xin phép kết thúc video để báo thông báo là một cái niềm vui. Thì có lẽ là sắp tới thì em sẽ đến để thầy là coi như là chia sẻ thêm để cho tất cả cô chú anh chị biết rằng là chùa ở đâu. Nếu mà anh chị mà có đến mà cúng dường phát tâm hay gì đó, hay hỗ trợ chùa gì đó thì biết cái điểm nào ha để lan tỏa hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tất cả cô chú anh chị ạ. Nếu không nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.